Rồi, chào anh em nha. Hôm nay là tiệm em về được mấy mẫu zip của Duo nè. Zip găm nhỏ nha. Hàng này giờ là siêu hot luôn á. Mấy anh em thường đi vô đầm á, để đánh cá chẽm đồ này nọ, thì hay dùng mấy con zip nhỏ giống như vậy. Này đây em quay sơ một vòng cho mọi người coi nha. Đó, về toàn màu hot không nha. Đây, này là con zip 10 gram nè, màu đồng nè. 10 gram của Duo nha. Đẹp cực kỳ luôn. Ở đây là có lưỡi sẵn, lưỡi ba tiêu sẵn nè. Một lưỡi đơn, có cái kim tuyến sẵn hết luôn nha. Con này là con 10 gram nè. Đó, màu đồng ha. Rồi, còn con này á, vừa có dạ quan, bụng đồng, bụng là màu đồng, lưng là màu hồng. Đó, mấy cái màu này là em chủ động em lựa hết nha. Nói chung là toàn là màu hot không à. Rồi còn màu này á, là cái lưng á, màu hồng hồng, ở trên đầu là màu tím, bụng là màu bạc ha. Đó, rất là đẹp luôn. Mấy hàng của Duo làm đẹp lắm, từ nước sơn rồi này nọ, tất cả đều đẹp hết. Đó, rồi con này cũng hot lắm nè, màu bạc nè, bạc dạ quang ha. Mấy cái lằn nhỏ nhỏ này là mấy cái lằn phản quang này ha. Đó, màu bạc này em thấy anh em mua cũng nhiều lắm nè. Này là size 10 gram nha, còn size 12 gram là bên đây nè. Nó size này là 12 gram nè, tiếp có màu bạc luôn ha. Đó, 12 gram thì lớn hơn xíu ha. À, vẫn có dạ quang ha. Rồi, tiếp theo là con hồng. Hồng nè, cái đầu nó hơi tím nè, bụng bạc nè. Anh em nào thích nhẹ thì chơi bên đây, nặng nặng chút chơi bên đây. Này màu đồng, nó cũng lớn hơn con tí thôi. Rồi, tới màu này. Đó, bụng đồng, bụng là màu đồng. Lưng dạ quang ha. Trên lưng đây là màu hồng, trên đầu á là màu hồng. Đó, toàn là hàng đẹp không à. Rồi anh em thích mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Giá là 140 một con nha. Size lớn size nhỏ gì cũng 140 một con hết ha. Rồi đã. Rồi cần mẫu nào, cần màu nào, số gram như thế nào thì nhắn tin cho em nha. Em lát hồi em sẽ chụp hình chi tiết hết. Rồi, cảm ơn anh em nha.